Không ấy, bây giờ mình làm cái váy đi. Cái váy đi. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Này, làm cái váy ra đây. Thằng này bây giờ như này nhá. Có nghĩa gì không? Em chưa. Chưa nghĩa gì? Dạ vâng. Thế thì mang bộ này về cho mẹ mà. Mang bộ này về cho mẹ mà. Anh em ạ. Thế cuối cùng là bắt đầu quán của mình nó cô đơn lạnh lẽo, chỉ còn mỗi mình với một quyền thôi anh em ạ. Đấy. Thì mọi người biết là cái con giáo su này nó từ cái hôm mà nó mở ra cái shop gọi là khai trương quần áo nữ, gọi là tổng xì lẻ quần áo cảm châu phẩm mỹ phẩm nó giới thiệu ít chơi lên cho vào nhân vấn đề chính ở đấy nhá. Từ cái hôm nay chưa giờ là mình thấy nó gọi là nó bán cũng gọi là rất là thơ phớ anh em ạ. Cái duyên của nó bán hàng thật sự luôn à, nó bán kinh khủng lắm anh em ạ, nó bán toàn đồ rẻ nên là được nhiều mọi người ủng hộ đấy. Thì mình cũng thấy là bắt đầu cái công việc của nó là bắt đầu là kinh tế của nó là nó hơn anh em mình rồi, thì mình cũng không muốn là mình thích thua con đàn bà nên mình cũng muốn là hôm nay là mình cũng gọi là một phần là mình muốn là có thêm thu nhập nên mình quyết định là hôm nay hai anh em mình sẽ sang xin con Giê-xu thử là nó có tuyển nhân viên không. Vì cái quán của nó bán quả nước mà mọi người biết nhá, nó còn phải bận check khách này, nó bận đóng hàng này, còn bận bán hàng này, thì nói chung là thời gian đâu mà tiếp khách và bán hàng cho khách đúng không? Đấy, và một phần là nếu mà anh em mình làm những việc của nó thì sẽ quản lý được vấn đề là trộm cướp, trộm cắp các kiểu đấy. Thế hôm nay quyết định là hai anh em mình sẽ sang để xin nó thử cho anh em mình làm nhân viên thử xem nó có ok không nhỉ? Đấy, thì được phát thì anh em mình vào việc luôn. Okay, bây giờ mình sẽ sang thử nhân viên nhé. Em đi không? Mình kiếm đồng giang vào để làm vững đi anh em. Không xoáy ca, em một không xoáy ca. Ui, xin chào. Đây. Ôi. Đẹp ơi. Đây, sao đây chuyện gì? Tâm này đừng có lời lọ tôi. Anh nói em nghe này. Anh nói em nghe này. Không, mày nói gì đâu. Hả? Mày nói gì? Mày nói. Ê. Thì tội luôn, có việc luôn em ấy. À! Ngày việc gì? Việc bời lao gì em không có đâu, em phải bỏ mình nào đấy. Không lỡ. Thế tao hỏi mày nhá. Quán tuyển nhân viên không? Quán tuyển nhân viên không? Mày bị điên à? Em không, về. Nope. Chưa đến lúc. Chưa đến. Tiền đâu mà tuyển. Anh cho em tiền tuyển đi. Mà có ai tuyển đâu. Quán này nó rộng rãi này mà nhiều đồ như này đúng không? Bây giờ mày mà mày không có người làm cho mày, lúc mày bận chết khách này, mày bận đóng hàng này, thì lúc có khách lùm lượt nó đi vào như kiểu sáng nay cả từ hôm ca trưng đến giờ đúng không? Cái việc ví dụ mày một mắt mày thì làm sao mày để ý được 10 người đúng không? Mày bây giờ mày phải biết này, 1 mét vuông là 10 thằng ăn cắp đấy. Bây giờ nhá, nó có mua bên này thì mày nhìn bên này, nhưng bên này nó cho túi rồi đấy, nên là bây giờ có bánh anh vừa làm ma la canh lam thì thu hút đàn bà đây để bán hàng. Nói chung là mày không giải thích nhiều lắm, không giải thích nhiều nữa. Thì tôi kia chốt lại như này, có nghĩa là em biết là trước là bọn anh cũng bán quán trà sữa rồi, thì bọn anh cũng có kinh nghiệm bán hàng rồi nhá. Yên tâm là giao quán cho bọn anh là không việc gì khó lo hỏi nhá. Yên tâm chịu chết nhá. Bây giờ tôi giao cái cảm cái tài sản này của tôi cho các anh để có mà đi ra trường ở hết à hả? Bao nhiêu tiền trong đây sao mà trong quán thì chắc gì trông được, hay là chỉ cần ngủ sao mà chơi bời đánh bài thôi. Chưa thử mẹ sao biết được. Nói chung là lần này bọn anh hứa là bọn anh làm nghiêm túc, vì mày phải làm nhất biết nhá, vì anh phải làm nghiêm túc, anh phải bán được hàng thì mày mới có tiền để trả lương cho anh đúng không? Thì bây giờ mày cứ cho anh thử việc một ngày đi, nếu mà ok thì bây bán theo tính theo sản phẩm, ví dụ anh bán được một cái thì tính là 100% được đi, chia 73 thôi, 73 ví dụ bán 7 73 ví dụ bán cái quần này đúng không, thì mày 7 anh 3 hoặc là anh 7 mày 3 được rồi. Thế bắt đầu từ giây phút này em sẽ giao cái tài sản này cho anh, nhưng mà nếu như các anh mà không bán được ấy là các anh còn bị phạt thêm đấy. Đừng tưởng là muốn làm nhân viên của em mà bị khó đấy, phải dễ dàng gì đâu chưa. Thôi rồi, thế đi cứ chia 73 nhá. Đấy, cứ về cứ vượt thoải mái đấy, mày cứ để đến khoán này giao cho anh, hiểu không? Người ta muốn ngủ giấc. Cái gì đây đấy? Thì bây giờ phải ngủ, không biết có khách vào mới bán chứ. Tôi chưa ra khỏi đây mà đã đi ngủ rồi. Thôi, tin tưởng kiểu gì đấy. Thôi, nói chéo mà anh, nói chéo luôn. Thôi cứ về đi, quán để cứ để quay lo nhá. Trong quán về mất cái gì mà không được cái đơn hàng nào thì lúc đấy nhá. Rồi. Đừng có mà bảo hỏi tại sao em độc ác. Rồi em đi lấy hàng thêm hàng thôi. Thôi, về đi. Nhớ đấy. Rồi. Tao ngồi lên cách đây. Đấy. Rồi, bây giờ em mình cứ ngồi tí nhỉ. Thật của khách. Ngủ giấc.
nhặt nhạnh nên đéo gì nữa. Nhanh. Ô, em à. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi. Khách sai, khách yêu, khách quý của anh. Em mua gì nhỉ? Nhà mình có áo ba lỗ không nhỉ anh nhỉ? Áo lỗ? Dạ vâng. Em đang muốn một cái áo ba lỗ để mặc trong mùa hè nó chuẩn bị nóng rồi đấy. Thì em thì áo ba lỗ thì quán anh lại chưa nhập. Nope. Đấy. Thế thôi hẹn em hôm khác nhé, để sắp tới anh bảo vợ anh nhập áo ba lỗ nhé. Dạ vâng ạ. Thế thì tôi thì chắc là em cũng xin phép hai anh là tôi em về ạ. Vì em cũng chỉ có ý định mua áo ba lỗ thôi, tôi em xin phép hai anh em về nhé. Cái gì? Dạ vâng. Em về xin phép hai anh nhé. Thì làm gì có cái kia. Vâng. Dạ. Ai rồi về? Chết mẹ, mày giết mày rồi. Tao đang tìm áo ba lỗ cho mày mà mày xin phép đấy. Tìm áo ba lỗ. Chưa tìm sao biết không có tôi mình bán hàng không? Đây anh, của anh không có ba lỗ lam. Dạ vâng ạ. Còn đã bước vào đây mua hàng ấy thì phải mua hàng mới được về đấy không? Mua hàng mới được về đấy không? Mày bị điên à? Ờ đúng rồi đấy, anh tìm áo ba lỗ rồi. Ờ vẫn bước vào quán chưa mua được gì mà được đòi về mày. Chốt hàng luôn. Đấy nhá. Không phải giải thích nữa, anh nhìn hợp mắt là được, nhìn đẹp như này, hộ lộ cả body là 3-6 mũi đây còn gì nữa. Đấy. Ôi được rồi. Thế bây giờ em mua gì không nhỉ? Thế thôi chắc là hai anh em không bán cái áo này thì chắc là có bao nhiêu tiền của anh một cái anh. Đó. Chắc là chốt hàng rồi đấy. Đặt chốt hàng đấy. Đây. Không. Khách ngon. Khách ngon. Ôi. Và em mua mỗi cái áo này anh thấy là nói chung nó cũng không ấy. Bây giờ mình làm cái váy đi. Cái váy đi. Này. Bố mình nhịn là lâu lắm rồi đấy nhá. Làm cái váy ra đây. Thằng này bây giờ như này nhá. Có nghĩa chưa? Thật này thì em chưa. Chưa nghĩa gì? Dạ vâng. Thế thì mang bộ này về cho mẹ mà. Nhưng mà anh ơi, cái bộ này thì chỉ là mình mặc để đi ngủ thôi, chứ còn các thầy các em ở nhà thì mặc làm sao được. Mặc được hết, mặc vào cho trẻ, mẹ không mặc thì cho chị bây mặc, chị nhờ. Mặc cho em mặc thôi. Tao đã bảo được mày cấm cãi, không nhiều, chốt hàng. Đúng rồi, chốt hàng, cần lấy túi quần đồ cho em đi. Rồi, có mua không? Em mua. Tôi lấy, chứ mày để anh nói nhiều nhỉ? Lột áo ra hay lột mặc này về nhá. Vào cái áo đi, áo đi. Dạ, thì lấy bao tiền? Tao chứ cái giá quên cái diễn đéo mà giá. Vò đi, vò đi. Bán vò. Cứ vò bao nhiêu cũng được. Cứ vò cho cú. Nhanh lên thằng kia. Mày tóc không nhanh lên nhạc đâu. Mà ai trộm cắp thì cho đây ạ. Rồi, cái này, để đây. Rồi đấy, thì bây giờ tuyển quấn đồ kia. Chỗ này thì anh bán là... Một củ. Xin vĩnh biệt cô. À, anh sale 10% là cái nhẽ của ba anh bán một củ tròn cho em. Ui, thế sao lại có mua cái váy với cả cái áo mà ba lỗ này mà lại một củ cơ anh? Giá thì mày nghĩ là hàng chợ à? Ba, mày hàng số nhá. Không, mày cứ mặc áo thôi. Đã rồi, em hiểu rồi. Anh cho ăn. Mày đứng đuổi đây nhỉ? Mày đứng đuổi đúng rồi. Nope. Sao mày mua đến mua hàng mày cứ phải để bọn anh phải lóng nhỉ? Một củ anh. Một củ. Không một cả. Rồi, đuổi anh một củ. Tiền gì đây? Ôi, cái tiền này thì em về em mua tặng. Coi cùng. Còn 30 cùng về mua động. Lừa lỗ đấy. Lừa lỗ đấy cả mày. Đây rồi, bồi dưỡng cho anh ơi. Không, không đến đây rồi anh. Con này bồi dưỡng anh cũng bồi dưỡng lại cho mày hiểu không?
Anh có quả quần xịt lữ mang về cho mẹ mặc hoặc là mang về cho chị mặc hiểu không? Chị mặc phát là nhớ đến quán của anh luôn hiểu chưa? Đấy, cầm quả xịt này về cho chị mặc nhá. Bảo chị mặc xong ngày mai đến quán anh để anh cởi ra cho anh ngắm thử cho hợp không nhá. Rồi. Đấy, đấy, làm rất khen luôn này. Đấy, ok, tao rất mạch đấy. Rồi. Em cảm ơn anh nhé. Ở bên rồi em về. Em về. Mẹ đến ủng hộ cho anh nhá. Là sau nhớ ghé tiếp nha. Nhớ ông dẫn cả mẹ chị lên thử đồ ý ạ. Rồi, Huy. Anh để những chân lên. Thôi, quá tầng quá hàng. Ơ bẩn. Ui tiền về. Ui dồi ôi. Mới mở hàm đã được một củ. Củ ba. Mấy cái này mấy cái kia nhiều nhỉ. Củ là như là thường hơn đấy. Chắc cho Diễm 230 mình lấy 700-800 mình lấy 800 tí Diễm về hỏi đi đưa 230 đồng.